Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà lên quận 12 cả nhà. Đi ăn bún mọc, bún riêu, bún dây heo cả nhà, không biết ăn cái gì nữa. Địa chỉ ở đây là 479 Tô Ký, Trung Mỹ Tây. Đó. Là nó nằm ở trên đường Sông Hành đó cả nhà. Đây. Nó nằm trên đường Sông Hành. Nó đây lên nó từ trên đó, nó từ trên đó là đường Nguyễn Ánh Thủ cả nhà. Ở đây là 45 địa chỉ là 45 Sông Hành cả nhà. Còn 479 là tên quán đó nha. Đó, bà chủ quán mới nói mình là địa chỉ là chỉ có 45 thôi, nhưng mà tên quán là 479. Đó. Mời cả nhà vô nha. Toàn là món yêu thích không luôn. Đây là sườn heo. Ôi, đây là những phân giò heo. Quá trời siêu to luôn. Còn đây là mọc. Đây là chả. Còn dưới đây là như một cái tủ rau luôn. Quá trời hấp dẫn, quá trời hấp dẫn luôn. Anh ơi, anh ơi, anh quay gì ta? Tủ ăn gì ta? Không luôn anh ơi. Quay gì? Ăn gì? Chắc ăn bún giò heo đi. Thôi bún giò heo đi. Toàn là món tủ của mình không luôn. Món tủ cả nhà. Anh ơi, cái nồi đó mình mấy trăm lít anh hả? 150 lít. Dạ. Dạ. Ủa anh, cho em hỏi cái quán mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? À, 6 giờ sáng tới 1 giờ chiều, xong 3 giờ bán lại tới 1 giờ đêm. Ừ, nào hết thì nghỉ. Dạ. Cái đó là cái bảng giá luôn á hả anh? Dạ. Ồ, ở đây là bảng giá rồi cả nhà. 30, 35, 40, 45 rồi, đây là cái bảng giá của các món. Còn một đơn anh nhận luôn hả? Anh nhận luôn. Em cho chị 2 tô bún giò heo ha, mà lấy giò nạc á ha. Thôi bỏ cho chị mọc với nha. Thôi em thời gian này em sẽ làm nước nóng đi. Sáng bán bao giờ? Sáng từ 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ bán tới 1 giờ chiều. 6 giờ tới 1 giờ chiều mới nha. Rồi chiều bắt đầu bán tiếp. Chiều 1 giờ bán cho tới hết. Bán cho tới 11 giờ hả chị? Bán tới 1 giờ tối. 10 giờ tối là hết. Quán này mình lần đầu tiên mình ghé ăn luôn á nha. Mà mình thấy chân bàn giò heo mình hấp dẫn quá. Hai chồng chịu không nổi ghé vô. Tại vì em thấy giò heo với sườn rồi anh chịu không nổi rồi. Để em làm nước chấm cái đi. Ủa nó quá sệt sệt lại ha. Quán này làm giò hết rồi. Bữa nay mình ăn bún giò heo ha. Bún giò heo. Đó bên đó là quán Dường Lại đó nha. Đó này shopper mua đường đi, đó quán Dường Lại đó. Đó gì? Bệnh rồi cả nhà ơi. Chỗ này hơi bệnh. Sáng rồi. Bị mắc mưa. Anh ơi, cái đó là làm bưng đi hả? Cái này là đem đi cho anh Gáp. Giao shopper luôn đó nha. Buổi trưa giao shopper. Giao lần như là 4-5 phần lận. Tới làm cho chị phải không? Lại uống gì lại mở tủ lấy nha. Tự phục vụ. Tự phục vụ đi. Có bán nước đủ loại cả nhà. Ê. Nhà đam. Trong tủ này muốn uống lại lấy ngay miễn phí luôn á. Không có. Không có luôn nha. Cả nhà giỡn nha. Chết nhỏ. Lại ai cũng mình, mở tủ lấy miễn phí là chủ mình quán. Mình vừa nha. Nói chủ quán phản ứng liền cả nhà. Anh qua cái tay qua chút nữa. Phản ứng liền. Dạ rau sống. Ngon quá. Mình bán như vậy là bao nhiêu một tô? Mọc với giò là bao nhiêu một tô? 40. Trời ơi, một giò siêu to dữ vậy trời. Quá bự một giò rồi. Tôi hấp dẫn của anh, cục giò quá bự anh ơi. Phanh giò siêu to không lồ. Giò siêu to rồi. Thì luôn đi. Thôi em không muốn nữa. Wow, hấp dẫn cả nhà ơi. Nhìn phanh giò không lồ, thấy cái phê rồi đó. Rồi.
Wow. Thế cái này mình đổi bên đi. Đổi bên. Quá hấp dẫn luôn nha. Đây. Đó, bỏ thêm mấy miếng ớt nữa là nó mới rau ra cái nữa là hấp dẫn luôn. Ăn bỏ miếng ớt lên nữa mới đẹp. Đấy. Thơm quá anh ơi. Đây. Gạo từ của em à. Cái này kêu bằng bún giò heo á anh. À. Có này nhiêu em? 40.000 anh. 40k cả nhà. À. À, trong đây có là 3 lát mọc. Một cục giò siêu to khổng lồ luôn. Đây, siêu to nè. Bay ba không à. Cái cục bên đây còn to hết. Đó. Tôm giờ có 40.000 thôi mà. À, cái này bún mọc của em. Cái này bún giò heo. Bún giò heo à? À. Anh thấy mọc là kêu bún bún mọc luôn sao vậy? Tại em kêu bỏ mọc luôn. Tôm giờ là 40.000. Này à, mình đưa con lên trường đó nha. Cái mình ghé mình quay cho cả nhà xem luôn. Có ai đi ngang đây thì ghé dùm thử. Quán 479, địa chỉ là 45. Sông Hành. Trên đường Sông Hành cả nhà. Cái này gọi là Trung Mỹ Tây. Quận 12 cả nhà. Sáu giờ sáng đã bán rồi. Quận 12 mà. Đâu cái bảng đó, bảng cũ đây là Hóc Môn. Hóc Môn mà. Anh cứ dầm bảng cũ hoài. Cho nó coi nhầm nữa cả nhà, này Hóc Môn rồi. À, từ dưới Nguyễn Thủ quẹo vào quẹo phải là quận 12, mà Nguyễn Thủ quẹo trái là Hóc Môn cả nhà. Nếu mà quốc lộ 1 quẹo vô. Quốc lộ 22 chứ. Em không biết rồi. Trên đây em thua rồi. Trời ơi, vậy nói tưởng quận 12. Trời ơi, gió bay giao tê cả. Thì giáp ranh, nó giáp ranh mà cấp ngã tư rồi đúng không? Cách ngã tư Nguyễn Văn Thủ quá nha. Ừ, quá trời cái tô rồi. Chị nói giấc này là sáng đông khách, còn mình giấc này là trưa rồi, chỉ sắp dẹp rồi. Anh em nào chạy xe gần đây á thì ghé ngang cái tiệm bún heo này ăn cả nhà. Ngon lắm, nhìn hấp dẫn lắm. Mình đi nghe mình thấy những phanh giò thôi chịu không nổi luôn. Ớt thì miễn phí. Nước ngọt này chai 15k. Bất cứ nước ngọt nào. Bảng giá có sẵn. Ủa, đồng giá hả? Đồng giá 15k. Nước ngọt là 15k. Sữa đậu nành 25k. Ờ, sữa đậu nành 25k. Thôi, đói bụng rồi, đói bụng rồi. Mời cả nhà ăn bún giò heo. Bún giò heo nha. Mời cả nhà ăn bún giò heo nha. Cái này chắc sắn quá em ơi. Cũng mềm ngon luôn. Đây. Mình thì ít ăn lạc lắm, mình thích ăn mặn à. Đúng không? Cắn cục mỡ vô nó phà phà ở miệng, đã lắm nha. Cực kỳ phê luôn. Cục mọc nè, làm cục mọc cũng bự lắm. Không, anh ăn chanh nè. Ăn miếng chanh cũng được. Ăn gì chua chua mặn mặn dễ ăn. Quá cay. Cái gì cay? Cái này cay quá. Đâu bớt đâu. Quá trời ớt luôn nè. Đâu phải, cái này đâu phải ớt. Cái này mỡ. Đây. Cắn mỡ nó mềm ghiệu luôn, đã lắm nha. Còn nhiêu ớt giá hết rồi cả nhà ơi, miễn phí mà. Ăn nấu nước ngon rồi. Ớt miễn phí đấy nè, vừa chanh thôi. Trời ơi, nó thêm rồi, chết rồi. Đây, cục mọc rồi. Ngon rồi, mọc rồi. Quê quá bê. Dạo này em tới rồi, vợ chồng lên Hóc Môn quay thường đó nha. Tại con mình học và đại học trên đây á. Rồi con mình học xong lên trước khi chưa lên sớm á, quay xong rồi con mình vô học. Là phải lên đây thường xuyên rồi.
phải tìm tòi trên Hóc Môn này nhiều nhiều chỗ ngon mà. Nhiều quán ngon nữa. Bên đây là quán bún vịt heo, bên kia là quán hải sản, nhà hàng hải sản. Đó. Phải không? Phải không? Phải. Anh ăn đi, bỏ cho em hết vậy? Anh đâu ăn mập không? Ăn dừa heo là heo là ăn phê rồi. Ăn cái gì em thích dừa heo rồi. Nhất là cái mỡ đó nha. Cắn nó đã. Nha Lam 15k đó nha. Muốn uống lại dở là anh lấy dục 15k lấy cái chai này uống liền. Để không không cần mua, dục 15k lấy cái chai này uống à. Địa chỉ mình là chính xác là bao nhiêu chị? Chị đọc luôn đi. Cái địa chỉ cũ bên quán cũ là 479 một ký. Em về quay được 3 tháng. À, à, địa chỉ chính xác là ở đây á, ở đây á. Ở đây là 45 Song Hành. À, 45. Rồi tô ký không? Dạ. Quốc lộ 22. Đường Song Hành, quốc lộ 22, trung chánh Hóc Môn. À, trung chánh Hóc Môn. Ừ. Song Hành với quốc lộ 22. Thì mình quẹo vô từ quốc lộ 22 mình quẹo vô Nguyễn Ánh Thủ rồi mình quẹo trái là đi khoảng gần 100 m à, là cái quán anh nằm bên đây tay trái luôn á nha. Đối diện với quán Vườn Lan, nhà hàng Vườn Lan. Cái khu trung chánh này, khu nhà hàng bán bằng buổi tối đó nha, nhiều lắm, đông lắm, nhất là hải sản, cực kỳ là đông. Bằng ngày thì quán ăn, hải sản được chiều nó mới bán. Đấy là bước vô là đập vô mắt liền là một tủ giò heo với sườn. Ừ, đi ngoài thấy rồi. Nguyên một tủ luôn á. Để mình vô mình tưởng nó địa chỉ luôn nha. Ai mà không ở, mình có bản cũ ở bên Tô Ký. Quán mới về qua đây à. Bán nhiều lắm, bún giò heo rồi bún mọc rồi bún riêu hủ tiếu bánh cặn đồ nhiều. Nãy mình có quay rồi phải không? À. Shipper lại đặt hàng nhiều lắm nha. Mọc luôn. Lâu lên quận Hóc Môn mình ăn mình có đã muốn như heo cho nhớ đời luôn. Cục giò quá siêu to. Ăn đã đời mà còn yên nguyên mà. Trời ơi ớt. Mà bỏ ớt vô cay quá. Bỏ vô cái chén nó ớt không à. Đó rồi, không hứ. Còn như mình vác hết luôn chứ ăn cái nó sướng ở nhà ơi. Ăn ớt không ăn ớt ăn không được ngon ngon ớt mà không ngon những thứ mà không ngon. Cái cục giò tôi nhớ đời luôn, cục giò quá bự, cục cỡ này em lấy cục nhỏ. Ngon mà cái bánh canh heo này ngon không cái gì bún đây bún heo chứ bún heo không à.
ăn vừa miệng lắm á nha. Cả nhà có gì thì ghé ăn thử, nhất là anh em tài xế mà ở khu quận 12 này nè. Hóc Môn chứ. Rồi Hóc Môn, giáp ranh quận 12 mình lộn hoài cả nhà. Thì có dịp ghé ăn đây ăn thử cực kỳ là hấp dẫn luôn. Quên hỏi chị nãy có xíu quánh không? Không. Cái này 40k rồi, đặc biệt đó hả? Đâu còn nữa chứ. Đặc biệt là 60k. Đặc biệt nhất luôn á. 60k. Kêu thoải mái luôn á, là 60k thôi. Trung bình tầm 30, 35, 40, 45 là giá trung bình. Mình ăn 40. Nhưng mà cái tô 40 cái nhà thấy không? Quá trời luôn, ba cục mọc. Một cục giò siêu to luôn. Cục giò này là anh bị ngán thịt heo luôn á, hết rồi. Anh nút cái nước nó ngon mà. Gì comment? Đói hả? Cái đó. Kêu làm đôi cho con đi. Con cái gì con? Con cái gì? Không. Ăn cái gì đi. Bán bên đây nè. Bán bên đây. Ủa hủ tiếu. Ủa hủ tiếu hả? Hủ tiếu hả? Bún này nạc đi. Yeah. Cho một tô bún này thịt nạc với mộc. Thịt nạc mộc với chả đi. Tao bún giò heo mà không ăn giò heo, ăn thịt nạc mộc chả. Con mình nó cát ăn lắm đó nha. Nó cái mà gặm nhấm rồi nó không ăn. Chỗ nào mà ngon, mà cảm giác ngon, thấy ngon mà con mình mới ăn. Nếu không bây giờ nó kén ăn lắm. Cái món mọc này cũng cực kỳ hấp dẫn đó nha. Cái giá thì nói chung là giá rất là bình dân chứ không có mắc đó nha. Còn cái nhà muốn ăn mắc á là đặc biệt nhất luôn. Để muốn kêu gì thoải mái luôn thì có đóng luôn cũng được đó. Thì cái giá 60k. Còn mình kêu tô bình thường, đặc biệt bình thường như mình nè, là 40k, là rất là đủ ăn, quá nhiều. Bốn mươi k là quá nhiều em không? Dạ đầy đủ. Tại vì ở đây cục giò bự quá. Quá bự. Cái nước ngon mà. Xấy cho thấm miếng cuối cùng ha, cho thấm ớt vô nè. Không ăn nè, không hết ngon rồi. Mình phải có mỡ, có gân. Dạ, có mỡ, có gân. Dạ, tô này là nhiêu chị ha? 45 nè. Đặc biệt của con mình á, thịt mộc chả. Thịt mộc chả cho coi em. Cái này là 3 cục mộc, 2 lát chả siêu to luôn cả nhà ơi, quá bự. Quá trời thịt luôn, một nồi thịt. Đây là một nồi thịt luôn. Là một nồi thịt luôn, 45k. Không, nói trung bình là nãy giờ giá bình dân đó nha. Cầm 40.000 ăn, cầm 45.000 là vô đây ăn thoải mái. Đừng nói kêu quá, kêu sang quá thôi. Kêu lần 50-60 ăn 30-35 qua 60.000 qua ăn không hết luôn á. Cái tô này 40.000 mà hai chồng mình thịt ăn quá, cái giò quá bự. Trung bình mình ăn cái phần 40 là ngon rồi. Quá nhiều rồi. Cái nhà có dịp đi ngang ở khu quận Hóc Môn, địa chỉ là 45 Sông Hành, quốc lộ 22 xây đó. Sông Hành quốc lộ 22 đúng không? Trung Chánh. Trung Chánh Môn. Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Ăn bún giò heo. Mày nói luôn đi. Không là cái nhà có dịp ghé ăn thử. Những người nhất là anh em tài xế có dịp ghé ăn thử đi. Mình nói thiệt cực kỳ ngon luôn. Thôi mình kết thúc cái clip đây cả nhà ơi, để cho con mình vô ăn cái tô bún vừa rồi. Để thôi nó nguội. Hay mà. Dạ. Và clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Di Hà để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.